Xin chào các bạn, tiếp tục series video hướng dẫn sử dụng phần mềm làm và chỉnh sửa video VSDC Video Editor. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chức năng zoom trong VSDC. Thì zoom nó đơn giản là phóng to hay thu nhỏ một đối tượng nào đó. Thì bây giờ mình sẽ khởi động VSDC lên. Thì link download của phần mềm VSDC này các bạn có thể lên ở trong phần description và trong video part 1 mình làm trước đó. Mình mở Mobile Project này. Ok. Thì chức năng zoom này thì bạn có thể dùng để zoom chữ, zoom ảnh hay zoom video. Bất kỳ một đối tượng nào mà bạn muốn chỉnh sửa theo hiệu ứng zoom to nhỏ này. Thì để các bạn dễ tưởng tượng thì mình sẽ ví dụ bằng một hình rectangle. Nó dễ nhìn cũng dễ hiểu nhất. Thì tạo một rectangle thì bạn vào S rectangle này. Sau đó nó sẽ ra cái bảng Object Position Setting. Thì cái bảng muốn hiểu rõ hơn về Object Position Setting này thì các bạn có thể coi video trước đó. Các video trước mình nói rất kỹ về cái bảng này rồi. Về các chức năng ở trong bảng này. Nhấn OK. Mình tạo một rectangle này. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang màu đỏ cho nó khác biệt so với cái nền đằng sau, dễ nhìn hơn. Khi các bạn muốn add một hiệu ứng zoom vào vào bất kỳ đối tượng nào thì các bạn đơn giản các bạn chọn đối tượng này. Ví dụ bây giờ mình chọn đối tượng, sau đó các bạn theo đường dẫn là video effect này và transform. Sau đó các bạn chọn là zoom. Thì nó vẫn ra bảng Object Position Setting này. Mình ấn OK. Khi đó các bạn để ý phần bên dưới bảng, cái bảng hiển thị các đối tượng này, thì nó đã hiển thị ra một cái hiệu ứng zoom. Vì đây là cái hiệu ứng zoom đầu tiên mình add vào video này nên nó sẽ mang tên là zoom 1. Thì khi bạn đã có add cái effect là chức năng zoom này rồi thì bạn để ý sang phần bên phải của phần bảng của Property Window này, thì ở phía dưới nó đã ra một cửa sổ bảng option của zoom setting. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ý nghĩa cụ thể của cái bảng này. Thì đầu tiên là chức năng Show High Center. Thì đây là chức năng cho phép các bạn xác định tầm zoom. Thì cụ thể là khi zoom một đối tượng nào đó thì bạn cần phải biết điểm chuẩn để bạn zoom. Hay nói cách khác là bạn cần xác định được điểm mà từ đó đối tượng được phóng to hay thu nhỏ. Khi mình tích vào High Show Center này, các bạn đấy ở rectangle hiện tại nó vẫn chưa có gì này. Thì mình tích vào High Show Center đấy, thì nó sẽ hiển thị được một cái nút màu trắng ở giữa. Thì đây chính là tâm zoom. Tâm zoom dành cho cái hình rectangle này. Khi bạn tích thêm một lần nữa cái nút Show High Center này thì sẽ mất đi. Đấy, trong trường hợp các bạn muốn hiện lên hoặc bạn muốn đi thì các bạn chỉ cứ ấn nút này thôi. Thì lần tích đầu tiên nó sẽ là hiện lên, thì lần tích tiếp theo nó sẽ là ấn đi. Thì tâm zoom thì nó nghĩa là cái điểm xác định là tại đó mà hình nó sẽ zoom phóng to hoặc thu nhỏ khi các bạn chạy cái chức năng effect này. Thì bạn có thể thay đổi vị trí của tâm zoom này bằng cách thay đổi các thông số trong tab Centric và Century ở phía bên dưới của cái Show và High Center này. Thì Centric nó là chiều ngang của khung hình đối tượng, nghĩa là nó là chiều ngang của cái hình rectangle này. Và Century nó là chiều cao của cái khung hình đối tượng, như là chiều cao của cái hình rectangle này. Thì Hiện tại khi nó để mặc định thì nó sẽ ở center x này và center y nó sẽ để ở mức 0.5. 0.5 thì nó sẽ ở giữa này, nó sẽ nằm ở giữa. Mặc định thì chiều toàn đôi chiều dài của toàn khung hình bất kỳ đối tượng nào bạn default vào nó sẽ có chiều dài là 1. Vì vậy nên là x 0.5 y 0.5 nó sẽ đâm vào giữa. Khi muốn các bạn muốn điều vị, ví dụ bây giờ mình sẽ cho chạy cái tầm zoom này chẳng hạn, mình ví dụ zoom để cho bạn hiểu về zoom này đã. Đây là ví dụ mình chạy này, đây thì zoom to lên này thì sẽ tạo ra zoom lên, zoom luôn ở tâm luôn, phóng từ tâm luôn, tâm giữ nguyên, để sẽ zoom hết từ 4 phía. Đây là khi các bạn để tâm zoom này nó ở center x là 0.5 và center y là 0.5. Khi các bạn muốn thay đổi cái tâm zoom này đi thì các bạn chỉ cần nhập tọa độ vào center x và center y này thôi. Ví dụ mình thay đổi tâm zoom ở center x này về 0.2 chẳng hạn. Ok. Đấy, thì bây giờ nó center x này, đây là 0.5, đoạn đầu nó giữa này, và 0.2 nó sẽ chạy về đây. Nhưng nó là bằng 2/10 của đoạn chiều ngang này. Center y nó vẫn để ở 0.5 nên nó vẫn nằm ở giữa luôn. Ví dụ mình thay đổi giờ center y cũng phải về 0.8 đi. Đấy, 0.8 thì bây giờ nó lại kéo xuống đây, thì nghĩa là nó cái đoạn từ trên để xuống đây, nghĩa là nó 0.8 của 1, nghĩa là 4/5 đấy. Đấy là cách để các bạn thay đổi tầm zoom, hoặc là một cách đơn giản khác là bạn sờ con chuột vào cái nút trắng tầm zoom này và các bạn di chuyển nó thì nó cũng có thể thay đổi được tầm zoom này. Ví dụ bây giờ mình sẽ để tâm zoom ở rìa này, thì khi mà thì cho rồi mình chạy video thì các bạn sẽ thấy là bây giờ nó tại đây nó sẽ đứng yên và tất cả các phần này nó sẽ zoom ra. Đây chính tâm zoom, nó zoom từ cái điểm trắng này ra rồi mình chạy. Đấy thì điểm này sẽ đứng nguyên này. Đấy, mình để con chuột ở đây này, mỗi con chuột thấy khoảng cách này, mỗi con chuột này. Các đoạn ngoài nó sẽ zoom ra, phần tâm zoom nó sẽ đứng yên. Để về chức năng zoom này, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách xác định tâm zoom theo một tọa độ cố định. Tọa độ cố định nghĩa là tâm zoom cố định nên thôi, khi bạn chạy zoom này thì nó chỉ điểm zoom nó vẫn nằm cố định ở đây, cái tâm zoom nó không bị thay đổi di chuyển. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái thay đổi tâm zoom biến thiên khi chạy video. Các bạn ở cái dòng center x và center y này, các bạn để ý bên đây này, nó có cái ô xám xám nhỏ nhỏ này. Hiện tại thì nó đang là đường thẳng, nghĩa là vị trí tọa độ của tâm zoom các bạn nó sẽ giữ nguyên một giá trị khi bạn thực hiện ứng zoom, nghĩa là tâm nó luôn ở center x luôn là 0.57, center y cũng là 0.26 này. Và giờ ví dụ các bạn tích vào phía trên dòng center x này nhé, các bạn tích vào ô đây. Đấy, thì nó sẽ ra nhập bảng 2 giá trị này, và cái đường thẳng rồi nó sẽ biến thiên thành đường chéo, nghĩa là khi đó tâm zoom của bạn nó có thể dịch chuyển cái vị tọa độ của x này, nó sẽ có thể được dịch chuyển theo cái chiều biến thiên dần dần lên theo hướng chéo này, tăng lên hoặc là dần dần giảm đi. Ví dụ mình nhập đây là, ví dụ mình cho nó biến thiên từ 0.1 đến 0.9 này, thì khi đó cái center x này là cái chiều ngang này, ví dụ 0.19 nó sẽ chạy dọc kéo này chẳng hạn. Tâm zoom nó sẽ chạy dọc ngang rồi mình chạy video này. Đây và đây, đây các bạn đấy nhá, thay đổi đây đang zoom đây này, bây giờ nó dần dần zoom lên, càng chạy nhanh lên. Đấy thì tầm zoom nó sẽ di chuyển dần dần sang đây, nó cứ giữ dần. Đầu tiên là bên đây nó sẽ zoom ra, xong từ đó di chuyển, tầm zoom chuyển sang đây thì lại bên đằng này nó lại zoom ra. Zoom như thế. Đấy, tương tự với ở phần y này các bạn có thể làm tương tự, các bạn có thể nhập một giá trị bất kỳ nào đấy tùy ý các bạn, muốn zoom theo biến thiết kiểu gì. Giờ nó zoom ngoại x cả zoom y này, giờ zoom bên trên này, phần nào nó zoom bên dưới gọi y, sau lại zoom bên trên, nó đồng thời nó vừa di chuyển theo trục x và di chuyển theo trục y, tầm zoom có thể thay đổi. Tiếp tục nữa thì các bạn tích tiếp vào cái ô xám này, thì bây giờ nó đang là trục chéo lên, nghĩa là nó zoom đều, nó biến thiên một cách biến thiên đều. Mình tích vào đây thì ra hình di giác, này thì nghĩa là hiệu ứng này sẽ cho các bạn thay đổi tầm zoom một cái biến thiên, nó không biến thiên đều, là lúc biến thiên lúc lên lúc xuống, chẳng hạn. Thì các bạn nếu muốn, khi muốn điều chỉnh về cái độ biến thiên của nó thì các bạn có thể tích vào cái ô sáng ngoài cùng này, về cái đây thì nó sẽ ra một cái bảng biến thiên này. Thì về cái bảng này thì mình giới thiệu kỹ hơn cho các bạn ở phần sau. Ở phần y cũng vậy, các bạn có thể để tâm zoom nó biến thiên tùy ý, biến thiên kiểu zigzag này. Nếu bạn tích tiếp vào nữa thì nó sẽ ra hình spline này, như là khi đó các bạn có thể thiết định để cho cái tâm zoom của nó biến thiên theo một hình spline, hình cong, hình cong dạng tiếp tuyến, tùy ý các bạn muốn thay đổi thôi. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái nút hold position và verse position. Cái hold position nghĩa là nó viết tắt của từ horizon. Horizon nghĩa là nó chính là chiều x thì chiều ngang, còn verse này nó viết tắt của vertical position, nghĩa là cái vị trí chạy theo chiều y, chiều dọc của cái khung hình đối tượng của các bạn. Ví dụ bây giờ mình ấn vào nút ho thì ra ba cái là nếp, center và right. Nếp ở bên trái này, bên nếp này thì khi tâm nó sẽ tự động nó chạy về, nó chạy về phía bên trái ngoài rìa khung hình, tương đương với các bạn để ý đấy, tương đương x nó sẽ về vị trí 0 luôn, đây chính là 0. Ở về đây nó sẽ về chỉ 1 của x này. Mình tích hơn nữa mình try. Đấy, thì nó sẽ x sẽ là chỉ 1. Sẽ về gì ạ? Ví dụ như vertical center thì nó phải vào giữa này. Ở phần vertical các bạn nó tích vào vertical sẽ top center của tôm, nó cũng ý nghĩa tương tự, sẽ top sẽ là lên rìa trên đỉnh này. Vertical center nghĩa là nó vào giữa này, và bottom nghĩa là phía bên dưới, rìa bên dưới. Các bạn có thể tùy chỉnh được cái tâm zoom này. Tiếp theo nữa bên dưới nó là bảng của tính năng never. Tính năng never này thì nghĩa là nó thì bằng nghĩa là bạn có thể thiết định được độ phóng to nhỏ nó đến đâu, to gấp 2 lần, to gấp 3 lần, to gấp bao nhiêu lần, hoặc là giảm bao nhiêu lần, giảm đi gấp 3 lần, giảm xuống 2-3 lần kiểu như vậy. Thì never các bạn để ở phần never, cái cột never trên cùng này chính là cái chức năng đấy. Vừa mình đang để ở mức 100, 300, nghĩa là xong là ở ô xám mình đang để hình chéo này, nghĩa là sẽ biến thiên đều từ 100 đến 300 từ đầu đến cuối video. Ví dụ mình chạy lại cho các bạn xem. Đấy thì đang được 1. Đấy, hình cuối của video nó sẽ to bằng gấp 3 lần. Nó tăng khoảng đến 3 lần. Đây là từ 100 đến 300. mình có thể tăng lên 400, 500, 150 tùy với ý các bạn. Bên dưới phần x never nghĩa là các bạn sẽ tăng theo chiều x, tăng theo chiều y. Ví dụ mình để 300 cho chạy video. Đấy thì các bạn tăng từ x rất mạnh như này, rất mạnh này. 300 lần nó vừa tăng chiều cao vừa tăng từ chiều x mạnh hơn 300 lần. Như này các bạn để ý chiều y này, nó là 100 thì nó theo never nó chỉ tăng đều từ 100 300. Nhận bên dưới này, mình x này nó thiết định từ 100 đến 300 nghĩa là ngoài tăng đều từ 100 300 lại tăng tiếp gấp 3 lần cái mức đấy nữa. Thì các bạn để ý phần x nó sẽ tăng rất nhiều so với phần y này. Ví dụ phần y, phần never, y tương tự là bạn sẽ thay đổi mức tăng theo chiều trên và chiều dưới thôi. Chuyện ở đây ví dụ cho cái này tầm 200 thôi chẳng hạn. Bạn chạy video thì bên trên nó bây giờ nó tăng rất nhiều nhưng nó chỉ tăng bằng gấp mức 2 lần thôi, nhiều như phần x này. Đấy, ý nghĩa của phần tăng phần never này. Never để bạn thiết định được cái mức độ của bạn mong muốn nó to gấp mấy lần đấy. Tương tự và ở trong nút xám bạn có tích nữa thì nó sẽ ra phần zigzag này hay là phần spline. Ví dụ bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm về cái mình chuyển về zigzag này, to tăng từ 100 đến 300 đi. Cái này mình phần x và y mình sẽ để ở thẳng cho các bạn dễ hiểu hơn. Bây giờ mức độ mình đang để ở mức là từ 100 đến 300, nghĩa tăng gấp 3 lần. Mình sẽ giới thiệu thêm cho mục đích mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ô 3 chấm ở ngoài cùng này, mình tích vào đây thì khi đó nó sẽ ra cái đẩy bên dưới nó sẽ ra cái bảng zoom. Nếu các bạn cái bảng này mục đích là các bạn có thể thay đổi biến thiên được nó tăng từ đoạn nào đến đoạn nào và nó giảm từ đoạn nào đến đoạn nào. Thì các bạn để ý phía bên dưới ô này nó có mờ những ô rất nhỏ thì mỗi ô là nó tương ứng là 50, chỉ số đang là 50. Đây là 2 ô này sẽ ra 100 này, 2 ô nữa đây là 200, 2 ô nữa đây là 300, 2 ô nữa đây là 400. Thì ở mức 100, nghĩa là nó là nghĩa là 100% khung hình đối tượng của bạn. Thì ở 100 thì đối tượng của bạn nó sẽ có kích thước đúng bằng lúc mà bạn tạo ra ban đầu cái đối tượng đấy. Khi nào thì nó sẽ ở mức 100. Khi bạn cho lên 200 chẳng hạn thì tại vị trí 200 nó sẽ to hơn. Nên 400 thì vị trí to gấp 4 thôi. Đấy mình đang để thiết định bên ngoài đang là từ 100 này. Bạn đấy phần never mình để 100 300 thì đây ban đầu nó sẽ ở 100, dần dần nó sẽ biến thiên lên 300. Nếu các bạn để yên như này thì nó sẽ chạy theo hình chéo như bên ngoài này. Hình chéo này, đây hình chéo này thì nó sẽ chạy theo kiểu đều như này, nghĩa là nó chạy đều từ 100 300 từ đầu với chương trình đến hết video này. Giờ mình giới thiệu cho các bạn phần zigzag này. Phần zigzag này các bạn sẽ thiết định được từ đâu đến đâu nó chạy mức nào. Ví dụ khi bạn muốn thiết định ở cái mức 3 giây 33 này chẳng hạn, 3 giây 33 này nó to gấp 2 lần ví dụ như vậy, thì mình di chuyển cái con chạy timeline đến đây, mình tích vào dấu cộng này để nó insert thêm một cái point nữa rồi để các bạn có thể chỉnh sửa. Hiện tại bây giờ nó đây mặc định nó chỉ để 2 point thôi, point xanh điểm đầu, point đỏ điểm cuối. Để mình di chuyển con chuột con chạy timeline đến đây, mình ấn F đấy thì nó sẽ ra thêm một điểm nữa. Thì từ ở điểm này nó sẽ có giá trị ở trên đây point này trên đây cái bảng này nó sẽ ra giá trị point đang nằm ở khoảng nào, nhưng nó đang ở khoảng 1,66 này, và tại đó thì kích cỡ nó sẽ tăng lên 2.5 250 nghĩa là 100 nghĩa là 1, 250 nghĩa là 2.5. Mình có thể thay đổi được giá trị này nhé. Giờ mình chỉ muốn đến đây nó chạy về khoảng 20, mình ý muốn cho nó nhỏ tới hiện đấy thì từ đây sẽ nó sẽ rõ như này, nghĩa là từ đoạn đầu đến đoạn 1,66 này thì nó sẽ giảm xuống chỉ còn 1/5 thôi. Xong tiếp đó mình sẽ tại vị trí này mình add thêm một được point nữa, xong tại đây mình sẽ nhập cho đến khoảng 200. Thì từ đoạn điểm thứ hai này, quay 2 này đến vị trí này thì nó sẽ hình lại zoom lên gấp 2 lần. Ví dụ mình sẽ cho chạy thử video. Đây thì nó sẽ zoom nhỏ lại, xong rồi tăng lên đến mức 300 như đoạn cuối này luôn. Ý nghĩa của cái bảng zoom này, ý nghĩa zoom cái bảng trong bảng 3 chấm nút 3 chấm này, ý nghĩa như vậy. Nghĩa là các bạn có thể thiết định được các điểm tùy ý mà các bạn muốn, tại đó nó zoom nhỏ lên hay là zoom to lên. Ví dụ giờ mình lại chuyển về slide này chẳng hạn, xóa đi. Bây giờ mình cho về spine line thì các bạn sẽ thiết định đây, spine line nó sẽ định cho các bạn có được cong theo tuyến, mình có thể di chuyển thôi. Ngoài việc nhập giá trị trên đây, các bạn có thể tích luôn là điểm này, các bạn di chuyển điểm này, di chuyển tùy ý. Khi các bạn dùng chức năng spine line thì nó sẽ biến thiên một cách nó đều hơn. Ví dụ mình cho chạy này. Đây là mình đang để nó chạy ở cái hình này, tâm zoom nó ở giữa nên các bạn không rõ về cái chức năng này so với cái chức năng chạy zigzag mới. Ví dụ tâm zoom chuyển điều khác là nhìn nó sẽ biến thiên nhiều hơn. Đây, zoom này. Các bạn sẽ thấy nó zoom này. Zoom sẽ góc này. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn về chức năng zoom của VSDC này. Thì buổi hướng dẫn của mình hôm nay đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình, và các bạn có thể like và subscribe cái kênh của mình để theo dõi các video mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn các bạn ở các chương trình hướng dẫn lần sau.